Hôm nay tôi sẽ demo cho các bạn một đầu video rất là đẹp. Đó là đầu Toshiba Model A900BCM. Đây là một đầu khá là hiếm. Tôi sửa giúp cho một bác quen. Đầu này hoàn toàn mới và không có một vết trầy nào. Thì đầu này cũng không phải là SVHS, chỉ là VHS Hi-Fi thông thường thôi. Và nó có thêm chức năng là BCM. Ngoài ra thì phần hình nó thì cũng chẳng có gì đặc biệt. Nó cũng giống như những máy thông thường khác mà thôi. Bên trong đây cũng khá là nhiều đồ. Đây là bộ nguồn. Đây là phần cơ. Và đây là phần mạch. Phần mạch có rất là nhiều vỉ ha. Trong đây có tới 3 tầng mạch. Chúng ta có mở cái nắp ngoài ra. Trong đây có rất là nhiều nút. Đây có một cái biến trở chỉnh âm lượng headphone. Đây là cái nút chỉnh kênh. Đây là các nút timer dùng để lựa chọn thời gian và ghi chương trình. Đây có một nút chỉnh tracking. Đây có một hai cái jack cắm micro. Máy rất đẹp. Đây có một cái volume dùng để chỉnh âm lượng khi ghi âm. Đây là phần cơ của nó. Chúng ta thấy cái dàn cơ này nó khá giống với dàn cơ của các máy JVC đời cũ. Đây là mặt trên. Đây là cái room. Trên room này có rất nhiều mép từ. Đây là một cái damper đồng dùng để ổn định tốc độ chạy băng. Đây là cái đầu xóa toàn bộ. Đây là đầu AC. Đây có một cái pin roller dùng để ép băng. Đây có hai cái riêu. Đây là một cái ít lê bằng cao su. Trên room này nó có một cái bo ở dưới dùng để điều khiển cái room quay, xài ICTA 7262. Đây là bo khuếch đại đầu từ. Bộ nguồn này có một IC ổn áp rất là to, đó là STK7241. Đây có một điện trở sấy cái room giúp cho room không bị ẩm. Đây là cái lóc. Trên cái lóc này có một cái motor, một cái cam như thế này đây. Vì máy này nó khá giống với cái máy JVC đời cũ, trên cái lóc nó cũng giống luôn. Thì đây là lóc của Toshiba. Đây là lóc của máy JVC. Chúng ta thấy nó rất là giống nhau. Rất giống. Đây là lóc của NEC. Những máy đời này thì thường có những cái thiết kế rất là giống nhau. Tuy nhiên thì Toshiba nó thiết kế cũng không có hay lắm. Vì cái pulley này ăn khớp với cái bánh răng một cách trực tiếp. Còn trong khi đó những cái máy JVC này thì nó có qua một cái bộ ly hợp nữa. Nó sẽ tránh kẹt nhăn, kẹt nhông, kẹt bánh răng. Đây là phần mặt trên. Phần mặt dưới của nó thì như thế này. Rất giống các máy JVC đời cũ. Đây có một cái cắp tăng dùng để kéo băng. Đây có một cái motor reel dùng để cuốn băng. Đây có hai cái cảm biến quay băng. Đây là cảm biến horn. Đây là mặt dưới của cái room. Đây có hai cái vòng bánh răng rất là to dùng để lock đinh. Đây có hai cái nhông nhỏ nhựa dùng để đảo chiều. Đây có một cái cam lock đinh và một cái công tắc chế độ như thế này đây. Đấy. Đây là cam lock in màu đen. Nó có cả dạng màu trắng nữa. Tuy nhiên dạng màu trắng thì thường cho cái máy màu đen đời mới hơn. Thì khi nhận máy này sửa thì tôi gặp rất nhiều lỗi. Trong đó là lỗi hình ảnh không ổn định và nó cứ xoay vòng theo chu kỳ khoảng vài giây thì nó bị mất hình ảnh một lần. Thì bằng phương pháp đo tín hiệu tôi đã xác định được nó hư cái khối sạc vô. Đây là IC sạc vô. Và tôi đã thay mới nó. Tuy nhiên việc thay mới này rất khó khăn, không có kiếm được đúng IC này cho nên tôi đã kiếm một con tương tự thôi.
Và khi con tương tự thì nó hoạt động không có đúng tính năng, cho nên tôi phải gắn thêm một mạch khuếch đại đầu từ nữa. Và tôi thay cả luôn cái đầu AC này. Thì cái mạch khuếch đại này nó sẽ đọc tín hiệu xung kiểm ở đầu AC, nó sẽ khuếch đại lên và đưa vào IC này. Và sau khi sửa thì máy này đã hoạt động tốt. Và có một lưu ý về phần cơ nữa là đối với các máy Toshiba thì nó hay bị lỏng cái dây Cura này. Chúng ta cần thay mới nó. Thì việc thay mới nó cũng rất là khó vì chúng ta có thể là tháo luôn cái lock này ra. Và khi tháo cái lock này ra chúng ta phải canh chỉnh bánh răng lại. Thì tôi có lưu ý một số điểm như sau. Đó là chúng ta thấy trên cái cam này có một cái lỗ. Và trên cái bát sắt này nó cũng có một cái lỗ luôn. Và nếu chúng ta canh chỉnh đúng á, thì là cái lỗ nó sẽ xuyên thẳng ở dưới như thế này đây. Như đây chính là điểm canh chỉnh đúng. Đối với các máy GVC cũng vậy, nó có một cái lỗ xuyên thẳng. Và cái phần mặt dưới thì cam lock đinh này nó có một cái rãnh có cái dấu mũi tên, và cái dấu mũi tên này phải thẳng hàng với một cái rãnh khuyết trên cái dàn cơ này. Đây chính là cái mũi tên. Và mũi tên này sẽ thẳng hàng với cái rãnh khuyết này. Còn cái cam này thì đơn giản hơn, cái cam này có cái lỗ và xuyên thẳng ở dưới. Đây chính là cái lỗ. Và nó sẽ xuyên thẳng như thế này. Đây. Cũng khá là đơn giản. Thì nói chung thì phần cơ này thì nó cũng hoạt động không tốt lắm vì được đúc bằng các chi tiết bằng nhựa. Chúng ta thấy có rất nhiều chi tiết bằng nhựa. Ở điều kiện Việt Nam thì nóng ẩm, sử dụng một thời gian thì nó sẽ bị chai và nó có thể là bị gãy. Và hơn nữa thì có một cái số lỗi thường hay phát sinh, đó chính là cái motor locking này nó hay bị vỡ cái bạc đạn bên trong, bị vỡ vòng bi, trên cũng cần được thay mới. Bây giờ tôi sẽ vận hành nó. Bật nguồn lên và cho một phấn băng vào. Máy sẽ lock đinh. Đây có một cái đèn quạt nháy theo nhạc, rất ấn tượng. Máy tracking được hi-fi rất tốt. Bây giờ nếu như tôi chuyển cái công tắc này qua tracking thì chúng ta thấy mức tracking tăng rất cao. Có thể nói do cái mép từ nó còn rất mới. Mà tôi gạt trở lại chế độ audio thì nó sẽ hiển thị mức âm lượng. Đây có một cái counter mình đếm. Bây giờ tôi sẽ bấm Eject. Và cho một cái băng khác vào. Hình ảnh cũng khá là đẹp. Bây giờ tôi sẽ bấm nút Eject để lấy băng ra. Chúng ta thấy là ở đây nó có một cái motor
trong cái hộc băng, và có một cái nhông con sâu thế này ăn khớp với một cái bánh răng rất là to. Cái bánh răng đó sẽ có dạng như thế này đây. Và lưu ý là đối với các máy Toshiba thì chúng ta phải nên bôi mỡ bò vào cái bánh răng này để hộc băng nó hoạt động êm hơn. Thì nói chung đây là một cái máy rất là khủng, cũng rất là đặc biệt vì nó có chức năng BCM và cũng là một máy rất là hiếm.